ta sẽ đi thoại của Pháp. Đâu cho câu lạc bộ Juventus Pháp. Pháp vô địch World Cup 1998 và Kenewe là một trong những tiền đạo sắc bén hàng đầu thế giới của giải TC. Số chung ST ở một là 87, lương là 15 và chiều cao là 1m87, cân nặng 75 kg. Thế đó, chân thuận trái 3 và phải 5. Cú này có 3 sao kỹ thuật và chỉ số là đánh đầu mạnh. Qua về chỉ số ST của David Trezeguet, ta sẽ thấy tốc và tốc độ, dứt điểm tốt và đặc biệt là đầu chuyên ra khả năng vô lê, chọn vị trí và phản ứng tuyệt vời. Số này thể hiện đây thật sự thủ đáng sợ trên công khi mà các bạn dùng anh ấy vị trí ST. Và khi cho đã trên quê đá ST thì chúng ta sẽ thuật đơn của anh. Các bạn thấy rằng là hướng của anh là công 3 và thủ 1 sẽ nách hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thường và chạy. Enzo là một trong những ngôi sao bóng đá có chỉ số AI trong game cao vì bàn rất đáng sợ toàn diện, vừa có thể chơi bằng chân vừa đầu. Trong in game thì chúng ta sẽ thấy một thể hình cao và con với chiếc đầu trọc rất là đặc biệt. Athletic Bilbao sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Có thể giữ được ngay. Yeray vừa có pha phóng lên. Peter Munian cao lớn. Sander Berger. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. À xong. Tình huống lấy bóng của De Marcos. Thân hình. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Williams. Nếu cắt bóng quá ngọt. David Trezeguet. Dani Garcia. Nguy hiểm. Van de Beek. Trái. Và sẽ là một pha tấn công của Real Madrid. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Cơ hội nguy hiểm của Real. Tati. Trọng tài xác định đó là một quả phạt góc. Và anh ấy đã với cái bóng. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Rất táo bạo, chơi rất tốt. Yuri vừa có pha phá bóng lên. Thủ môn đã kịp thời khép góc.
tình huống ngay. Sút ghi bàn. Rất tốt, đó là bàn thắng như bạn hay luyện tập ở Facebook này. Vâng, càng ngày họ càng tiến bộ, họ có thể kiếm được nhiều điểm hơn trong mùa giải. Tỷ số được mở 1-0. Dani Garcia. Raul Garcia bật tường. Đâu của mình. Trezeguet. Thủ môn đã rơi cực hay trong thế này. Phải. Đó đã là một bàn nâng tỷ số nếu như không có chàng thủ môn. Phạt góc cho Real. Yere vừa có pha bóng lên. 1-0 là tỷ số của một này. Trận đấu sẽ được tiếp tục với quyền phát bóng của Real Madrid. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Vào. Vâng, rất độc đáo, pha dứt điểm rất đẹp. Yeah, anh ấy đã ghi bàn. Thủ môn đã bất lực với quỹ đạo bay của trái bóng. Tỷ số hiện tại là 2-0. Williams. Có cơ hội ngay bây giờ. Phạt góc nguy hiểm dành cho Real Madrid. Miguel San Jose. Ồ, đó là cột dọc. Sút. Vâng, anh ấy đã dứt điểm thất bại. Van der Beek. Anh ấy có thể sút. Wow. Đây. Bàn thắng được ghi cho Real Madrid. Cú hat-trick vô cùng tuyệt vời. Yeah, anh ta sẽ mang trái bóng về nhà với rất nhiều niềm tự hào. Một thế trận áp đảo, có thể nói là trận đấu đã kết thúc ở đây. Williams. Athletic Bilbao đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Dani Garcia. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Rất tốt, một pha đột phá rất tốt. Và bây giờ thủ môn có thể phát động một cuộc tấn công mới. Và đây là cú sút. Thủ môn chạm tay vào bóng làm đường hướng nhưng vẫn đi vào khung thành. Một bàn thắng nguồn cho Athletic Bilbao nhưng không giúp họ thay đổi được việc thất bại hôm nay. Ông tôi nghĩ rằng họ nhận ra rằng đội chơi tốt hơn xứng đáng giành được chiến thắng. Chỉ là nhắc nhở, tỷ số hiện tại là 3-1. Người ghi bàn hẳn rất tự hào về bàn thắng này, dù nó không có nghĩa cho toàn đội nhưng nó là sự chiến thắng bản thân của anh ta. Tôi cũng nghĩ vậy. Mặc dù đối thủ cũng không còn động lực thi đấu khi họ biết chiến thắng chắc chắn nằm trong tay.